hello chào các bạn trong video clip này hai lúa sẽ trình bày về phương pháp xử lý dự án và làm dự án chúng ta đã qua các cái bài học liên quan tới các cái công cụ các cái bước phân tích thì bây giờ hai lúa muốn làm một cái bài này để mà tổng hợp lại tất cả mọi thứ để mà cho các bạn một cái hình dung để mà các bạn dễ dàng hơn khi mà các bạn tiếp cận mà các bạn xử lý dự án các bước các bước làm dự án tip của ngày hôm nay đó là tùy cơ ứng biến các bạn nên hiểu là công cụ là chết con người là sống như mình đã nói ở các video trước chúng ta phải rất là tùy cơ ứng biến để mà chúng ta có thể xử lý dễ dàng về các cái công cụ về các cái cách bước làm việc chứ chúng ta đừng có cứng nhắc các bạn đừng có cứ nhắc bất kỳ một cái phương pháp nào tại vì bản chất hiện tại không có một cái phương pháp nào gọi là chuẩn cả mỗi công ty làm khác nhau nè mỗi ba làm khác nhau nè chúng ta không hề có một cái phương pháp nào gọi là chuẩn thì chúng ta có thể làm việc theo cái xói quen của chúng ta có thể làm việc theo một cái cách nào đó có thể bắt chước một cái ba nào đó vân vân chúng ta cứ tùy cơ ứng biến thôi cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải hiểu công cụ hiểu rõ định nghĩa hiểu rõ khái niệm quay lại thì chúng ta sẽ thấy là ở đây mình trình bày ba cái phương pháp để mà các bạn có thể đi phân tích à, đầu tiên thì chắc chắn cả ba phương pháp này nó đều bắt đầu từ requirement rồi chúng ta không làm rõ yêu cầu chúng ta không thu thập thông tin chúng ta không làm rõ yêu cầu thì chắc chắn không thể nào chúng ta làm việc được thì cái việc mà chúng ta làm rõ yêu cầu nó luôn là quan trọng nó luôn là điểm khởi đầu nhưng còn cái khúc sau thì chúng ta sẽ có khá là nhiều cái kiểu mà chúng ta tiếp cận cách tiếp cận thứ nhất thì các bạn sẽ đi từ user story các bạn dùng user story để mà các bạn phân tích các bạn phân tích là nhu cầu nghiệp vụ của khách hàng, rồi từ user story các bạn sẽ phân tích tiếp về business process thì business process đó nó là cái gì business process nó là một business process nó thể liên kết lại các cái user story với nhau một user story nó có thể là một business process nếu như đó là một cái user story lớn nhưng mà nói về thực tế thì thật sự là một business process nó có thể chứa nhiều user story trong đó để mà thỏa mãn lại thì các bạn thấy mọi thứ nó đều có khái niệm là rời rạc và liên kết thì user story và business process nó sẽ liên kết lại những cái rời rạc đó để tạo thành một cái chuỗi tạo thành một cái luồng một cách rõ ràng nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái việc là thỏa mãn nhu cầu của người dùng thì sau khi các bạn phân tích về business rồi thì các bạn thấy user story và business process nên là hai không mà mình đã nói là nó liên quan tới việc business analysis thì các bạn sẽ chuyển đổi nó lên system thì chuyển đổi nó lên system thì chúng ta sẽ căn cứ vào use case, căn cứ vào activity diagram, căn cứ vào state diagram, sequence diagram vân vân để mà các bạn mô tả, các bạn liên kết lại những cái use case với nhau. Use case thì nó cũng mang tính rời rạc như là user story. Và các cái sơ đồ là activity diagram, state diagram, state diagram vân vân thì nó sẽ liên kết lại những cái rời rạc đó. Để mà cuối cùng chúng ta lên được function feature cái cấu trúc của một cái sản phẩm nó như thế nào. Rồi cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ nhảy thẳng vào từ yêu cầu chúng ta nhảy thẳng lên use case luôn, chúng ta bỏ qua cái bước phân tích nghiệp vụ và chúng ta sẽ lên thẳng lên use case luôn. Đó là chúng ta sẽ từ đó từ use case, chúng ta cũng sẽ dùng các công cụ phân tích chúng ta lên được function feature. Rồi, chúng ta phân tích Vào fast flow của các cái function feature đó để mà chúng ta cuối cùng chúng ta cũng lên được cái sản phẩm. Và cái cái cách thứ ba thì chúng ta có thể đi từ requirement chúng ta tiếp tục làm user story. Rồi từ user story chúng ta sẽ nhảy thẳng qua chúng ta lên được cái chức năng tính năng của một cái sản phẩm như thế nào rồi từ đó các chức năng tính năng này chúng ta sẽ dùng các cái công cụ diagram để chúng ta phân tích về process về flow của nó trên hệ thống luôn. Chúng ta sẽ bỏ qua các cái bước phân tích về mặt nghiệp vụ, các cái bước phân tích về mặt uh, business nhiều hơn. À, thì thật ra cái cách nào cũng được thôi nhưng mà đối với các bạn mới và bản thân mình thôi, thì dù là mình đã làm nhiều năm rồi nhưng bản chất mình vẫn dùng cái cách đầu tiên để mà mình phân tích một cách kỹ càng nhất một cách một cách uh, kỹ càng một cách rõ ràng nhất còn các cái bước khác thì các bạn uh, thực sự là các bạn nhiều kinh nghiệm thì các bạn hay sử dụng hoặc là các bạn không có nhiều thời gian hoặc là dự án nhỏ thì các bạn sẽ có thể sử dụng các cái bước kia à, nhưng mà mình vẫn khuyến khích cái cách đầu tiên hơn tại vì nó chi tiết nó từng bước từng bước để mà làm rõ ràng cái sản phẩm rồi khi nói với cái việc mà các bạn làm ba làm itba thì các bạn sẽ có hệ thống tài liệu của itba thì cái hệ thống tài liệu cái mục đích nó lại làm cái gì thứ nhất cái hệ thống tài liệu nó sẽ giúp cho các bạn mô tả dành cho các bạn test các bạn làm cho các bạn QC để mà các bạn testing. Cái thứ hai là các bạn có thể lưu trữ cho đời sau. Khi mà các bạn nghỉ, khi mà các bạn không làm việc ở công ty đó nữa, khi mà các bạn làm cho dự án khác vân vân thì các bạn có thể có những cái hệ thống tài liệu này để giúp cho người đời sau người ta có thể coi lại được, người ta có thể hiểu được cái sản phẩm nó có cái gì mô tả ra sao trong hệ thống tài liệu của ITBA chúng ta sẽ có ba tài liệu chính đó là BRD UID là nói về các mô tả yêu cầu người dùng business requirement document hay là user requirement document mô tả nghiệp vụ mô tả yêu cầu người dùng tài liệu thứ hai là tài liệu SRS system requirement specification tức là tài liệu mô tả chi tiết về mặt hệ thống sau khi chúng ta mô tả nghiệp vụ rồi ba phân tích rõ nghiệp vụ rồi nắm vững nghiệp vụ rồi thì người ta sẽ chuyển đổi lên hệ thống đúng không ạ à? thì các bạn thấy hai khâu này nó tương đối các cái công cụ mà chúng ta đã học rồi cuối cùng khi mà chúng ta làm sản phẩm ra rồi chúng ta phải test chúng ta phải kiểm thử chứ thì chúng ta phải có test case để mà chúng ta làm việc thì cái cấu trúc tài liệu BID UID hay là SRS đó, thì thật ra nó cũng đều có một cái cấu trúc chung đó là đầu tiên là có một giới thiệu nè thứ hai là vị giới thiệu uh, nêu rõ tổng quan và yêu cầu thì cái một giới thiệu này thì chúng ta sẽ nói tới cái cái khái niệm system vision đó của mình system vision đó của mình chúng ta nói về problem statement nè chúng ta nói về uh, system nè chúng ta nói về benefit nè thì các bạn thấy nó liên quan tới gì nó liên quan tới cái khái niệm context và needs trong bắc nè rồi chúng ta nói về uh, solution này, chúng ta nói về value nè các bạn thấy là những cái đó chúng ta đều có công cụ rồi rồi tổng quan về yêu cầu nè những yêu cầu liên quan tới việc là chúng ta sẽ phân tích user story tạo thành một cái bức tranh rất là rõ ràng về cái hệ thống nó như thế nào ra sao những yêu cầu phi chức năng non functional requirement chúng ta sẽ vào mô tả chi tiết mô tả chi tiết từng user story mô tả, mô tả, mô tả chi tiết từng use case mô tả chi tiết từng cái flow phải có mô tả chi tiết từng trạng thái từng cái mối tương tác tích hợp vân vân và cuối cùng trong trường hợp là chúng ta có những cái tài liệu phụ gì đó chúng ta sẽ có phụ lục. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan tới UI giao diện của sản phẩm. Rồi nó về làm test case. Thì làm test case như là các bạn thấy là ở đây mình có ghi một cái câu là one test key nó sẽ có many test case. Thì các bạn sẽ thấy là làm cái gì chúng ta sẽ có phân nhóm. Thì chúng ta có một rất là nhiều khái niệm các bạn hay dùng cái từ test case nói chung nhưng mà mình sẽ có thêm một khái niệm đó là test key. Test key là cái tình huống test và trong một cái test key nó sẽ có rất là nhiều cái case mà các bạn sẽ test. Đó, cái này là phân nhóm, phân loại thôi để mà chúng ta dễ quản lý. Thì một cái test key nó có cái cấu trúc cơ bản như thế nào? Nó sẽ có kịch bản. Ví dụ như là kịch bản là chúng ta sẽ test đăng nhập. Sẽ có kịch bản là chúng ta, ví dụ như là chúng ta sẽ vào phần mềm. Chúng ta có màn hình đăng nhập hiển thị lên, chúng ta gọi username, chúng ta gọi password rồi chúng ta sẽ có kết quả mong đợi là kết quả mong đợi chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ chia ra làm hai tình huống test ở đây chúng ta gọi là happy case và chúng ta là fail case happy case là đăng nhập thành công và fail case là chúng ta tạo một cái lỗi gì đó để mà chúng ta check coi đăng nhập khi mà chúng ta tạo lỗi đó chúng ta đăng nhập có ok hay không nhưng mà nhưng mà chúng ta tạo trường hợp lỗi mà đăng nhập ok là chắc chắn là bất rồi chúng ta sẽ bị chúng ta phải làm lại chỗ đó còn nếu như chúng ta tạo tình huống lỗi mà chúng ta đăng nhập không ok thì đó là một cái case thành công rồi kết quả thực tế nói cái bài thực tế là sau khi test xong thì kết quả thực tế như thế nào pass hay là fail và cũng như là trong trường hợp mà có ghi chú hay cái gì đó thì chúng ta sẽ nôi nêu rõ cho người đọc rồi thì đó là những cái cách làm việc nè chúng ta nói về những cái thông tin liên quan tới các cái tài liệu thì ở đây thì các bạn nắm một số nguyên tắc làm việc ở đây thứ nhất là các bạn nên lấy yêu cầu người dùng làm gốc chúng ta không thể nào lấy theo quan điểm của BA quan điểm của sếp hay là cái gì đó để mà chúng ta làm sản phẩm được chúng ta phải tất cả mọi thứ chúng ta đều phải lấy yêu cầu của người dùng làm gốc và có chuyện gì các bạn phải hỏi người dùng có chuyện gì chưa rõ các bạn phải hỏi có chuyện gì không clear các bạn phải hỏi chứ các bạn không có được mà các bạn thích làm cái gì thì làm các bạn thích tự tiện các bạn làm bất kỳ một cái điều gì đó thì chắc chắn các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề các bạn không thể nào mà các bạn tự suy nghĩ tự suy nghĩ tự suy diễn ra được các bạn phải làm rõ vấn đề với người dùng với khách hàng. Kết hợp top down và bottom up top down tức là chúng ta đi từ tổng quan xuống chi tiết còn bottom up chúng ta sẽ đi từ chi tiết lên tổng quan thì bất kỳ cái gì cũng vậy các bạn phải đi từ top down xuống sau đó các bạn đi từ bottom up lên hoặc là ngược lại đi từ bottom up lên thì cũng phải top down để mà làm gì chúng ta phải có một cái bức tranh rõ ràng review lên xuống qua là chúng ta đảm bảo được kết quả chúng ta làm là đủ chúng ta đảm bảo kết quả chúng ta làm là đúng Ngoài ra thì quan trọng nhất không phải là lúc nào cũng cần phải chuẩn đâu. Các bạn nên hiểu đừng có quan tâm mấy cái chuẩn nhiều. Có rất nhiều BA cứ ham hố mấy cái chuẩn, mấy cái vẽ vời BPMN, rồi đúng chuẩn UML, đúng chuẩn BPMN để làm cái gì? Cái quan trọng nhất của một BA khi khởi đầu không phải là vẽ đúng chuẩn mà cái quan trọng nhất của một BA khi mà bắt đầu một công việc đó là phải đúng, phải đúng và đủ cái đã. Cái chuẩn chẳng qua chỉ là một cái ngôn ngữ Để mà các bạn phiên dịch, các bạn vẽ vời ra thôi Các bạn vẽ có đúng chuẩn cỡ nào chăng nữa Mà các bạn không hoàn thành sản phẩm Thì các bạn cũng là một BA dở Cho nên là đừng bao giờ ham hố những cái chuẩn đó Và khởi đầu học tập Đây một cái điểm lưu ý cho các bạn Khi mà các bạn khởi đầu làm việc BA Các bạn khởi đầu học tập BA Bắt buộc các bạn phải vẽ đúng và đủ đi cái đã Đúng đúng cái gì không phải đúng chuẩn mà là đúng yêu cầu đúng mô tả cái đã các bạn đếp các bạn gì vẽ vào nhìn vào làm đúng cái đã thì các bạn mới đi qua những cái bước tiếp theo đó là các bạn vẽ đúng chuẩn còn các bạn không có làm được những cái đó các bạn đừng ham hố tìm hiểu chuẩn các bạn đừng ham hố học chuẩn này chuẩn kia các bạn đừng ham hố khóa học chuẩn này chuẩn kia không có ý nghĩa gì giúp cho các bạn đâu cho nên là cái đây là cái nguyên tắc rất là quan trọng của mình Và bản thân mình ở góc độ đi làm Mình là một quản lý mà lính của mình vẽ không đúng chuẩn Vẽ không ra được ha? Mình bắt vẽ đi vẽ lại cách bình thường cho mình Ở ngoài ra thì như đã nói ở phần trước Những nói video đi qua tới việc là làm sao để mà vẽ diagram Thì mình đã nói là chúng ta trong trường hợp chúng ta chưa vẽ được Thì chúng ta viết bằng lời trước đi cái đã Rồi chúng ta hãy vẽ Chứ các bạn đừng có bùng một phát các bạn nhảy vào vẽ rồi các bạn vẽ sai. Rồi một trong những cái cuối cùng liên quan tới việc mà chúng ta làm hoàn, hoàn thành sản phẩm rồi chúng ta sẽ phải có giao diện. Thì các bạn nên hiểu không có một nguyên tắc nào. Bản chất các bạn thấy trên đời này có rất nhiều khóa học, có rất nhiều tiêu chuẩn sách vở gì đó về cái trải nghiệm người dùng về giao diện này kia. Xin thưa các bạn, thật sự không có một cái chặt, không có bất kỳ một cái ru nào thật sự là rõ ràng hết. Và ru là cái gì? Ru thành công hay không là do người dùng quyết định người dùng là người quyết định hết tất cả người dùng là người quyết định cái sản phẩm của các bạn giao diện ok hay không mà quan trọng nhất là trải nghiệm ok hay không chứ không phải là các bạn làm đúng tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia nó chỉ là hỗ trợ ban đầu cho các bạn thôi chứ còn mà làm thành công như thế nào thì thực sự phải do cái số lượng người dùng do con số quyết định cho nên là các bạn làm về ui UX, thì các bạn nên có những cái yếu tố sau đây để mà các bạn có thể tăng gia tăng cái cái cái, thành công của cái UI của các bạn thứ nhất là giảm căn cứ vào thói quen của một BA các bạn đừng có căn cứ vào thói quen của BA căn cứ vào quan điểm riêng của BA căn, căn cứ vào quan điểm riêng của sếp để các bạn làm thực sự rất là khó đó là làm như vậy thật sự là đôi khi các bạn bó hẹp vào cái quan điểm mà các bạn nên hiểu là một BA nó không đại diện cho hàng triệu người dùng chúng ta phải dựa vào thực tế để mà xử lý chúng ta phải dựa vào thực tế yêu cầu của dùng thực tế thói quen hàng ngày xung quanh của mọi người thực tế thói quen hàng ngày của dùng để mà các bạn đánh giá được và ui ux của bạn ok hay không không có nguyên tắc nào là đúng hay sai chỉ có nguyên tắc hỗ trợ cho các bạn thôi không có bất kỳ một cái quy luật nào là ui đó là đẹp không có bất kỳ một cái quy luật nào chỉ thẳng là theo quy luật đó là ux nó là tốt không có tất cả mọi thứ chỉ là mang tính tương đối và tùy theo thị trường, tùy theo văn hóa, tùy theo độ tuổi, tùy theo chân dung người dùng và cái cuối cùng để làm UI web tốt đừng làm việc một mình, tại vì làm việc một mình các bạn sẽ bị bó hẹp vào một cái quan điểm nào đó, nên khi mà các bạn làm về UI web các bạn tốt nhất là làm theo team các bạn làm có thể các bạn làm một mình làm xong rồi nhưng các bạn cần một team ít nhất là 10 người trở lên để đánh giá cái UI UX của các bạn đừng bao giờ các bạn chỉ là một team hai ba người rồi các bạn cùng nhà vào làm các bạn cần một team cả 10 người trở lên để mà chúng ta đánh giá UI UX thì như vậy nó mới tạo nên một cái mẫu nó tạo nên một cái mẫu tương đối nào đó có đa dạng đối tượng người dùng để mà người ta có thể hiểu người ta có thể nắm rõ được là cái mong muốn cái nhu cầu của người dùng trong tương lai nó như thế nào ok qua video clip này hai lúa muốn trình bày cho các bạn một cái bức tranh chung về cái phương pháp làm việc cái phương pháp tiếp cận từng bước từng bước chúng ta kết nối nó như thế nào sau khi chúng ta đã học rất là nhiều công cụ chúng ta đã học các cái công cụ quan trọng nhất thật sự các cái công cụ mà chúng ta đã học đó, À, các bạn đừng nghĩ là nó ít không có đâu nhiêu đó thôi các bạn đủ xài cả đời Cho tới khi các bạn về hưu rồi Không có cần phải nhiều đâu trong Chỉ có một số trường hợp đặc biệt Thì các bạn cần thêm một số cái công cụ Một số cái uh, diagram mà nó đặc thù thôi Còn lại hầu như có thể nói là 90-95% cái quãng đời Làm việc của các bạn á sẽ thực hiện những cái công cụ đó, sẽ thực hiện những cái bước đó, không có chạy đi đâu đâu. cho nên các bạn yên tâm là nhiêu đây thôi. các bạn luyện tập tốt là các bạn có thể và đi cả suốt cuộc đời làm công việc ITBA của các bạn rồi. hy vọng qua qua video này các bạn có một cái hình dung tổng hợp rõ ràng về các cái công cụ, về các cái phương pháp làm việc hai lúa cho các bạn.